Ô mẹ đẻ tổ happy. Chào mọi người. Nay nhà bà này bán bà Bảy vlog nha. Có dỗ buổi sáng 2 ngày. Giờ là sinh nhật của bé Cát Tường nha mọi người. Để buffet. Mọi người có thích món nào không? Dạ rồi bữa nay đem cái bộ. Đây là rau củ nha. Đủ màu. Ha, xúc xích. Cái này khoai tây. Này bánh bột lọc. Đây là đùi gà. Ờ, đùi gà. Bốn cái chuột. Đây là chuột. Tôm. Tôm. Cá. Cá. Vậy là nữa chị cá bóng kèo. Cá bóng kèo. Đúng rồi. Nó bay cá bóng kèo. Nè. Bắt quá trời. Vậy chào tối. Cái này nó tự động hết chị. Rồi, cảm ơn Ti nhiều, Ti quay được rồi, Ti ơi. Rồi đây đó, tôi là kêu Ti làm tôi. Ủa chuột nướng ướp chưa? Ướp xong hết trơn, đồ tỏi rồi. Cho trang qua. Nhưng mà cái cục gạch lấy ra chiên tài lấy không thôi nó nổ cục gạch. Cái đó. Nửa tiếng nữa rồi mẹ. Để cho ông quay từ từ cho nắm cửa. Nè, không có, mình có dĩa rồi. Tức nghĩa là tôi ăn, tôi muốn ăn gì, mấy dĩa tôi gắp. Tôi tự nướng. Rồi cái chén nhựa. Chào con trai con dâu cùng
vô hệ rồi đó. Nó đang thua màn hình này rõ vậy các cậu. Cho miếng cái 3 triệu với cái 3 triệu. Cái nào 3 triệu đâu? Mới thơm. Má quay tướng gung tay. Sao anh cứng? Chân nó tự ghép vô. Trái cây đâu các tường? Thôi trái cây ngồi có nho với cái táo à. Trời ơi má cầm ra chỉ ba cái vô chỗ luôn ta. Cái ngọt thấy muốn ngọt đó. Hả mình ăn buffet là mình phải đứng đi còn ăn bụi hầm bữa này à. Buffet dưới hè. Rồi nghe cái tượng vô đi. Để đi cái tượng. Bay vô liền chị. Trời cái tượng đó. Bay vô liền. Trời ơi trời. Đâu có mà nói em cái tượng nó ra rồi. Cái khăn tao cũng như đâu mà. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ở cái đó nè. Nè nè chị, nè chị nè chị. Má nè. Má nè. Cô gì chị? Má rồi. Chị nói là chị sát cơ mà. Chịu cho mặt đó. Nè, mà thấy đẹp không? Đẹp. Cái mặt nó hơi tối nè. À, buffet có bạn ngồi nhậu chứ? Đúng rồi, đó có mà. Buffet dĩa nè, có đũa nè, dĩa ở đây luôn. Dạ, nghe nó chăng gì đó luôn. Đâu mà trời vô đây gì đâu vô không đưa tiền chạy chị hai thổi cái chị hai bộ thổi nha thổi đâu thổi đâu thổi thổi đang cày đâu ừ happy birthday chị hai ok quá ngon luôn đâu ở bữa nay sinh nhật gái anh tặng gì vậy? Đó anh bày cho nó đó. Trời đất ơi. Đúng rồi đó. Nhậu về với lý gì? Không có bạn, không có nhậu. Rồi cho bạn chưa? Bạn nói cho em. Rồi nói chưa? Happy Happy New Year. Cái này người ta hỏi mình nè, ăn phê đâu ngon quá, chỉ người ta kìa. Quán tính. Quán tính, quán tính. Cái này chỗ ngon rồi nè. Ăn không? Đẹp không? Cái nào ăn ngon. Con lấy gì con nướng đi. Ăn ở dưới này nè. Bây giờ tự ai nướng là đi lên đứng lên anh cho cái chỗ tao nướng nha mấy bạn. Ê,
Uống gì chưa làm chứ mà. Kim chi hả? Sao con lấy đồ con nướng đi, con lấy tôm đồ gan nướng đi. À là con ăn bánh lọc bột lọc trước đi. Bánh bột lọc đó. Dép mang rồi bị dép à. Không thấy đâu rồi nha. Sớm rồi vô. Bé Ly ra đâu con kêu mà mẹ ra nè. Nè bên đây đây nè, đi đó để đó rồi tới luôn ngồi thăm chừng chứ đâu phải ngồi hoài. Sao cưng? Tôi nói sao cưng? Đứa nào nướng chứ không nào là phải để ý con bỏ nha. Không ai biết con cá ăn cơm đâu. Kêu không có lên nữa trời. À, ăn trường hả? Kêu trường lên. Anh có gọi kêu trường không anh? Nếu mà chị đi nhà hàng mà trời chuyến này trời này xỉu luôn á. Dạ. Đúng giỡn. Trời mấy đứa lớn này không quen. Bảo mẹ chuyên gia có bài. Mày để tao quay cái mẹ ơi. Có bà Thảo à, bà trời nó mày hay lắm. Chung là bên màu á. Mày vô cái mấy đứa ơi. Không cần là quán gia, về chứ. Ủa mà lóng này nó ăn cái gì mà lóng lại thiệt nó cũng ốm lại. Ổng chịu ốm mà. Giảm cân mà. Dạ khi nào mà các con. Lên à, anh để ra trường anh. Quá lớn coi. Đây ơi. Dạ. Làm gì nấu giống vậy? Dạ, nấu dĩa đi con. Dạ. Lấy dĩa gấp nướng đi cho mấy đứa. Qua dĩa đi con. Để chở em ra cái bàn hỏi nha. Kèo. Vui nha. Này có vậy không? Tụt này mấy đứa nè. Chết rồi đó. Trái lê mình đó. Lại không ăn nhiều không? Cấp độ 2 không? Đấy, nãy giờ có ăn gì không? Vậy là tính làm cái dạ? 7. Là cỏ ngồi cậu quạt. Tan. Đúng rồi đây nè. Đúng rồi. Rồi. Ông nội. Bà đấy, bà ngồi ăn chứ đâu ngồi phục vụ nha bà nội. Bà đó mới phục vụ à. Vô đâu? Sao con, cái này ăn ok không? Đúng nào? Ăn ok không con? Tổ chức vậy là ok phải không? Mình muốn hãy tới sinh nhật đứa nào là tổ chức vậy nha. Bên Châu, ăn vậy ngon không? Bên Châu, ăn vậy ok không? Ờ, ti sao ti? Dạ ngon. Một người mắm. Hi, ăn vậy được không con? Mà không có làm được. Cái này chính là nè. Mình ăn được đó, mình ăn ở Mama mà hết 300 mấy. 399. 4 kg bên này 2 kg mà chào. Tại vì bữa nay là nhiều món. Hôm qua có 1 món, bữa nay 15 món. Thảo mẹ không ăn đi Thảo. Quá đồ nó đồ không á. Để chừng 3 tháng thôi, nấu chín chín. Vô đó mà ăn đi. Không được, đâu mà đợi nào ở đây mà đi nhậu vô cái chỗ đó trời. Dễ gì nó già cả, tự nhiên vô buffet ăn kỳ với mẹ. Đây là ba vô quán. Bây giờ đây không xin.
tôm mới lột vậy đó. Tao nói mày nó ăn nó không ăn nó cũng ngứa, mà ăn cũng ngứa rồi ăn mẹ cho rồi đi. Mày mua thuốc uống vô. Đóng không con? Đi đi. Hai cánh luôn. Ủa hậu hậu đi hả các bạn hãy? Con ăn cái gì vậy? Tân con ăn cái gì vậy? Con ăn gì vậy? Nói rồi ăn gì? Hổ má gì vậy không trả lời rồi. Minh Châu ăn chuột kìa, ăn mực kìa. Vô mẹ đang ăn ký thế không ai vô vậy. Để lấy ra bỏ ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh, man.